công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở ấp 3 của xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là có hai miếng đất đang bán, em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Đất này của mình thì hiện tại là chủ kêu bán hết luôn. Có hai sổ nha anh chị, nếu mà bán hết luôn là 2.100 m², trong đó thì bề ngang là 45.6 m, còn chiều sâu vô trung bình là khoảng 47 m nha. Và là đất cây lâu năm thì chủ kêu giá là 2 tỷ hết đất luôn. Còn nếu như mà anh chị muốn mua phân nữa là khoảng 1.050 m², mặt tiền bề ngang là khoảng 22.8 m, chiều sâu vô là khoảng 47 m, thì chủ kêu giá là 1 tỷ, giá là 1 tỷ ha. Thì có gì anh chị sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn nha. Đất mình thì sẽ được nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng này luôn, xe ô tô 7 chỗ là vô tới đất được ha. Từ vị trí đất mình ở đây, anh chị đi thẳng ra tới cái con đường lộ nhựa đó, ngay chỗ mà xe chạy đó đó anh chị. Thì trung bình anh chị đi là khoảng 100 m là sẽ tới đường lộ nhựa đó nha. Rẽ trái là anh chị sẽ đi về quốc lộ 1A, đi về ngay chỗ cầu Long Định được nè. Còn rẽ phải xuống là anh chị sẽ đi về dưới cầu Chợ Bưng, hay là đi về xuống đường tỉnh lộ 878 mà cái hướng đường dẫn lên cao tốc để về Trung Lương Mỹ Thuận đó ha anh chị. Xung quanh đây thì dân cư cũng khá là đông luôn nha. Rồi thì miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là cái miếng đất cỏ nhiều ở bên đây nè. Cái này thì hiện tại là chủ đã có hai sổ riêng rồi, thì trong đó một sổ là khoảng 1.050 m², thì giá là 1 tỷ nha. Thì bề ngang là 22.8 m, chiều sâu vô là khoảng 47 m là một sổ. Còn nếu như mà anh chị nào mà mua hết luôn á là có hai sổ là khoảng 2.100 m², thì mặt tiền bề ngang là khoảng 45.6 m, chiều sâu vô là khoảng 47 m nha, và chủ kêu giá là 2 tỷ hết đất luôn. Thì mặt tiền bề ngang nguyên một miếng lớn 45.6 m là mình sẽ tính từ cái mí hàng rào giáp ranh với hàng xóm ở đây nè. Anh chị sẽ đo trực tiếp vô trong tới ngay chỗ vị trí ở trong đây. Tới đâu anh? 7 hết luôn. Cây cắm hả? Là tới ngay chỗ vị trí cái khoảng ở đây nè anh chị. Đó, cái khoảng ở đây là 45.6 m, chiều sâu vô hết đất luôn là khoảng 47 m, thì sẽ tới cái khoảng mà gần cái bờ dừa giáp ranh hàng xóm ở đây nè ha. Đó là nguyên miếng lớn luôn. Còn nếu như mà phân nữa là 22.8 m là từ vị trí này đó, giáp ranh hàng xóm, anh chị đo qua tới ngay chỗ vị trí cái khoảng ở đây nè. Ngay chỗ cái khoảng này là 22.8 m là một nền, trong đây là một nền nữa ha. Thì có gì á, anh chị mình muốn mua mấy nền thì anh chị mua thôi. Một nền cũng được và mua hết cũng được luôn ha. Nếu mà anh chị mua miếng này về thì ở đây xây nhà vườn là hơi quá là lý tưởng luôn rồi. Đất á, thì hiện tại chỉ là đất cây lâu năm thôi nha. Và thêm một cái vấn đề này nữa thì em sẽ nói rõ cho anh chị mình biết luôn, là cái con đường này nè, thì em có hỏi anh chủ thì anh chủ bảo là lúc trước chỉ là một cái con đường, nói chung là con đường đan nhỏ đủ chiếc xe máy chạy thôi để mọi người đi vô trong đất ở phía sau á. Thì sau đó là khi mà người ta mua đất này thì mới nói chung là bỏ thêm đường ra để mở ra con đường rộng 3 m này. Thì đường này hiện tại là chưa có hiển thị ở trên sổ nha, nhưng mà anh chủ có nói là anh có hỏi ở bên địa chính á, thì địa chính có bảo là tầm khoảng tháng 5 năm 2023 này nè là bắt đầu là có thể cập nhật cái con đường này vô trong sổ luôn. Thì cái phần đó là anh chủ nói là sẽ cập nhật vô sổ là đường công cộng được nha. Thì phần đó thì có gì mình sẽ thỏa thuận trực tiếp với anh chủ luôn khi mà anh chị muốn mua miếng đất này ha. Rồi để em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Hai nền đất của mình á thì sẽ nằm ở hướng đông nha. Đây anh chị xem, nằm ở hướng đông ha. Rồi anh chị nhìn nè, thì cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở đất của mình, thì theo cái hướng này là mình sẽ đi về đường tỉnh lộ 878. Rồi đây là trục đường dẫn lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nè. Còn cái hướng rẽ trái bên đây là mình sẽ đi thông ra được ngay chỗ cầu Long Định, ngay quốc lộ 1A luôn nè ha. Rồi, ôi trời tối mà cũng sắp mưa rồi, để em sẽ tranh thủ em mở định vị cho anh chị xem ha. Thì gần đất của mình á, thì em thấy ở đây á là sẽ có chợ Bưng nè, rồi chợ Thân Củ Nghĩa nè, chợ Dòng Dứa hay còn gọi là chợ Huệ nè. Bên đây thì có chợ Bắc, chợ Long Định luôn, rất là nhiều chợ ha. Nhưng mà để em xem thử cái chợ gần nhất coi nha. Ở đây thì mình có thể đi chợ Dòng Dứa, thì trung bình mà từ đây anh chị đi tới chợ Dòng Dứa là 4,3 cây số, mình đi khoảng 9 phút là sẽ tới chợ Dòng Dứa nha. Còn không á, thì ở đây anh chị mình có thể đi
chợ Long Định cũng được. Thì từ đây mà anh chị đi tới chợ Long Định, à nó hơi xa, là nó tới 7,8 cây số, anh chị đi tới khoảng 15 phút lận ha. Thôi vậy anh chị đi chợ Dòng Dứa đi cho nó gần, hoặc là chợ Bưng, thì từ đây đi chợ Bưng là khoảng 4,3 cây số, anh chị đi là trung bình là khoảng 8 phút nha. Đây chợ Bưng nè, là anh chị ra đường lộ nhựa này xong bắt đầu mình rẽ phải là mình sẽ đi xuống chợ Bưng ha. 4,3 cây số là 8 phút là mình sẽ tới ngay chỗ chợ Bưng ha. Rồi thì để em sẽ mở thử trường học cho anh chị xem nha. Trường học á, thì em thấy ở gần mình nè, thì sẽ có đây anh chị xem, gần đây thì sẽ có trường tiểu học Dòng Dứa nè, rồi bên đây có trường tiểu học Tam Hiệp, rồi trường tiểu học Tam Hiệp B, trường trung học cơ sở Tam Hiệp luôn nè. Rồi thì để em xem thử coi từ vị trí mình ở đây á, mà anh chị đi xuống tới ngay chỗ mà trường học Tam Hiệp đồ đó, rồi ủy ban đồ này kia đó. Đâu mất tiêu rồi. Em sẽ bấm thử một cái như là trường tiểu học Tam Hiệp B đi ha. Đây thì trung bình mà anh chị mình đi tới đây là khoảng 7 phút, mình đi là khoảng 3,8 cây số là sẽ tới trường tiểu học Tam Hiệp B, kế bên là có trường mầm non luôn. Đó, trường mầm non Tam Hiệp nè. Ở đây thì sẽ có ủy ban của xã Tam Hiệp luôn. Kế bên đây nè, ủy ban nè. Đó, rồi bên đây có chùa nè, rồi có những cái tiệm tạp hóa luôn. Bên đây là có trường trung học cơ sở Tam Hiệp, kế bên chợ Bưng luôn, rồi cầu chợ Bưng nè, đó. Bên đây thì cũng có trường tiểu học Tam Hiệp luôn. Vậy là trung bình anh chị mình đi từ 3,8 cây số đến 4 cây số là đi khoảng từ 7 phút đến 10 phút là anh chị sẽ tới chợ nè. Chợ mẫu giáo, ố lộn, sẽ tới chợ rồi tới trường mầm non mẫu giáo cấp 1, cấp 2 của xã Tam Hiệp, ủy ban trạm y tế luôn ha, là mình đi là khoảng từ 7 đến 10 phút là sẽ tới nha. À, thì em thấy ở đất mình ở đây là sẽ gần với mấy cụm khu công nghiệp luôn, như là khu công nghiệp Trung E, ở lộn, khu công nghiệp Tân Hương hoặc là khu công nghiệp Long Giang nè. Để em xem thử ha. À, khu công nghiệp Long Giang cách mình là khoảng, à vậy là cũng gần anh chị ơi, cách mình trung bình chỉ tầm khoảng 10 cây số thôi. Đây 10 cây số anh chị đi khoảng 16 phút là sẽ tới khu công nghiệp Long Giang ha. Còn từ ở đây mà anh chị mình đi tới bên khu công nghiệp Tân Hương đi ha. Là tầm khoảng 16 cây số là anh chị cũng sẽ tới cụm khu công nghiệp Tân Hương, là mình đi khoảng 25 phút thôi, cũng khá là gần luôn nha. Rồi thì nếu mà anh chị nào có quan tâm tới miếng đất này thì mình hãy liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất Quyền Trang Thái, để tụi em có thể dẫn anh chị mình đi xem đất rồi mình gặp chủ để thương lượng về giá cả luôn ha. Thì đất mình á là sẽ nằm trên mặt tiền đường bê tông 3m, xe ô tô vô được. Đường này á thì là đường công cộng nhưng mà hiện tại là chưa có hiển thị trên sổ. Thì anh chủ có bảo là tầm khoảng tháng 5 trở lên á là mình có thể vẽ cái con đường này vô trong sổ luôn nha. Thì cái đó là do anh chủ nói, có gì á thì khi mà mình đi xem mình gặp trực tiếp với chủ luôn, mình sẽ thỏa thuận rõ ràng với chủ về phần đó ha. Thì tổng diện tích nguyên miếng lớn là 2.100 m², chủ kêu giá là 2 tỷ. Còn nếu như mà anh chị muốn mua phân nữa là khoảng 1.050 m², giá là 1 tỷ ha. Giá cả thì sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video của em nha. À, đất ở đây thì đất mình là không có màu mã gì hết, nhưng mà xung quanh ở hàng xóm, gần gần bên hàng xóm thì sẽ có nha. Rồi, bye bye anh chị ha.